Phát biểu với Đài Phát thanh Quốc gia ngày hôm qua 18 tháng 8, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Jakob Ellemann-Jensen đã nhận được một bức thư từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đồng ý cho Đan Mạch thực hiện một số lựa chọn trong hành động hỗ trợ Ukraine. Sự chấp thuận của Mỹ cũng đã được Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra xác nhận. Viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông Hoekstra cho biết, Hà Lan hoan nghênh quyết định của Washington trong việc mở đường cho việc gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Ngoại trưởng Hà Lan tuyên bố, động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời cho biết nước này sẽ thảo luận kỹ hơn về vấn đề này với các đối tác châu Âu. Phát biểu trên được đưa ra sau khi hãng tin Reuters xác nhận bức thư của ông Blinken nêu rõ hai quốc gia thành viên NATO có thể gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine ngay sau khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo. Ukraine đã yêu cầu các nước phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16 trong nhiều tháng, cho rằng chúng sẽ giúp đối phó với ưu thế trên không của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên cung cấp cho Ukraine F-16. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh rằng việc cung cấp những chiếc máy bay này có thể khiến cuộc xung đột tiếp tục leo thang.